Ủy ban Nhân dân phường Phước Mỹ và đồn biên phòng Sơn Trà, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển. Tại hội nghị, đại diện các tổ dân phố đã ký cam kết để tuyên truyền cho bà con nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của chính quyền địa phương, của Bộ đội biên phòng và hướng dẫn của ngành y tế, chấp hành nghiêm quy định về cách ly y tế khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, quyết tâm khống chế, kiểm soát và dập dịch, không để lây lan, bùng phát trở lại trong cộng đồng. Thực hiện thông điệp, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trên mặt trận phòng chống dịch. Khi phát hiện người nhập cảnh trái phép, người ở vùng dịch, người lạ vào địa bàn hoặc người trốn khỏi khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, sẽ báo ngay cho tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ biên phòng và chính quyền địa phương. Đặc biệt không bao che, tiếp tay cho các hành vi nhập cảnh trái phép ở vùng dịch về không khai báo hoặc trốn khỏi khu cách ly, khu vực phong tỏa.